Ok, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Thì ở cái bài thảo luận trước ấy, thì mình đã nói về cái đường của nó trong hệ thuật đại cát, cụ thể là cái đường hyperbol. Thì hôm nay mình sẽ xin tiếp tục với cái đường parabol, thứ tự của nó hơi bị đảo ngược, các bạn thông cảm. Thì mình cũng xuất phát từ cái đường L, xuất phát từ cái định nghĩa của đường conic thiết lập trong hệ tọa độ Descartes nha các bạn. Ok, để thằng này trở nên chính tắc thì mình vẫn làm những cái bước như cũ. Thì cái đường hyperbol trong cái hệ tọa độ Descartes á, là như vậy. X dương đây hyperbol parabol chứ, parabol parabol chỗ đó là định của nó. Thì ở đây mình không làm à, thì như các bạn đã biết ha, để nó là một cái parabol nó nằm theo cái hình như mình vẽ ở trên đó, thì x phải bằng một cái gì đó theo y bình, nghĩa là cái số hạng x bình nó bị triệt tiêu. Ở đây thì số hạng đây là A, đây là C, là D, cả đống này chính là F. Này để nó bên đây, để cả cái này là parabol theo cái kiểu đó đó, thì cái số hạng A này phải bằng không để parabol nhận OX là trục đối xứng như trên cái hình, thì A bằng không. Từ đó mình rút ra được một cái điều như sau là E bằng 1. Và các bạn cũng thấy luôn, nó rất hợp lý với cái điều kiện mình đã giới thiệu các bạn ở những cái video trước. E bằng 1. Ok, thì tiếp theo là để nó chính tắc thì nó không được có hệ số tự do. Để parabol chính tắc suy ra C bình trừ E bình S bình bằng không, mà suy ra bạn sẽ có là E bình nhân cho S bình bằng C bình, chưa các bạn? Là do E bằng 1 cho nên là suy ra S bình bằng C bình. Mà các bạn đã biết ở cái điều kiện mình nêu ra trước á, thì bạn thấy là do C nó bị khác cái S cho nên chắc chắn S á, nó phải là trừ C hoặc là C là trừ S chứ không được hai cái giống nhau. Vậy phương trình của đường delta của nó lúc này sẽ là y bằng S bằng trừ C. Nó nằm đâu đây nè, tọa độ nó trừ C, đường delta nằm đây. Ok, giờ chúng ta thay các kết quả vừa tìm được vô cái phương trình L để tìm ra phương trình chính tắc của parabol. Là lúc này là này mất a mất rồi cho nên nó chỉ còn y bình nè, cộng là 2 nè, e là bằng 1,
S là bằng trừ C. S là bằng trừ C, vậy thì ở đây nó sẽ là trừ luôn đi ha các bạn, trừ C mà trừ C đó là trừ 4C, trừ 4C x. Cái đuôi F này của nó bằng 0 cho nên mình có này bằng 0. Các bạn thấy rõ ràng phương trình chính, phương trình chính tắc của parabol này là 4C x. Bạn có thể tìm được giống giống vậy. Phương trình của parabol nhận OI là trục đối xứng. Phương trình chính tắc parabol B. Rồi, cái video về parabol tới đây trong hệ tọa độ đề cắt của mình tới đây là hết. Để mình đã xong cái chuỗi đường connect trong hệ tọa độ đề cắt. Hôm sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn các đường connect trong hệ tọa độ cực. Đó là cái điều là cái phần quan trọng nhất trong cái môn thiên văn học này. Các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay hãy subscribe, like. Xin cảm ơn các bạn.